Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cập nhật vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện 8 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số lên 81 ca, trong đó 21 ca được phát hiện trong khu cách ly nhập cảnh. Số ca phát hiện trong cộng đồng đến thời điểm này là 60 ca, bao gồm Châu Thành 1 ca, Kế Sách 1 ca, Long Phú 1 ca, Cù Lâu Dung 6 ca, Mỹ Xuyên 6 ca, Trần Đề 12 ca, Thị xã Ngã Năm 11 ca, Thị xã Vĩnh Châu 22 ca. Số trường hợp F1 ghi nhận mới trong ngày là 22, nâng tổng số lên 413 trường hợp. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết tối ngày 17 tháng 7, cả nước có thêm 1.612 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.017 ca. Trong ngày ghi nhận tổng số ca mắc là 3.718 ca. Trong số 1.612 ca mắc mới, có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang và An Giang. 1.600 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 1017 Đồng Tháp 139, Long An 134, Khánh Hòa 78, Đồng Nai 64, Đà Nẵng 33, Phú Yên 30, Bà Rịa Vũng Tàu 23, Trà Vinh 15, Hưng Yên 13, Hà Nội 13, Gia Lai 5, Bình Thuận 5, An Giang 5, Hà Nam 5, Đắk Nông 4, Hải Phòng 3, Bình Phước 3, Quảng Ngãi 3, Bắc Ninh 2, Cần Thơ 2, Bắc Giang 1, Lạng Sơn 1, Ninh Thuận 1 và Vĩnh Phúc 1. Trong đó, 1.279 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Thông tin chi tiết các ca bắt mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. 1.017 ca tại thành phố Hồ Chí Minh, 853 ca là các trường hợp trong khu cách ly khu vực đã được phong tỏa, 164 ca là người tại khu vực ổ dịch tới khám sàng lọc tại bệnh viện. 134 ca tại Long An, 44 ca là các trường hợp F1, 19 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 71 ca đang điều tra dịch tễ. 15 ca tại tỉnh Trà Vinh, 13 ca là các trường hợp F1, 1 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bến Tre. Còn 5 ca tại An Giang, 2 ca trong khu cách ly khu vực được phong tỏa, 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. 139 ca tại tỉnh Đồng Tháp là các trường hợp trong khu cách ly khu vực đã được phong tỏa. Còn 2 ca tại thành phố Cần Thơ đang điều tra dịch tễ. Thưa quý vị, trước tình hình giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm tăng do ảnh hưởng dịch Covid-19, sáng ngày 17 tháng 7, đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Sóc Trăng tiến hành kiểm tra giá cả hàng hóa tại một số cửa hàng bách hóa trên địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện cửa hàng bách hóa xanh số 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8 phường 3 thành phố Sóc Trăng bán một số mặt hàng cao hơn so với giá niêm yết. Cụ thể, sản phẩm cháo tươi thịt thăng niêm yết 13.500 đồng một gói, bán ra 14.600 đồng một gói. Sản phẩm cháo yến vị thịt bầm niêm yết 9.800 đồng một gói, bán ra 10.300 đồng một gói. Sản phẩm cháo tươi gà cà rốt niêm yết 19.000 đồng một gói, bán ra 19.600 đồng một gói. Sản phẩm cháo tươi lương đậu xanh niêm yết 22.500 đồng một gói, bán ra 24.000 đồng một gói sản phẩm cháo tươi rau củ thập cẩm niêm yết 14.500 đồng một gói bán ra 20.000 đồng một gói tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị đại diện cửa hàng bổ sung một số giấy tờ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật sáng ngày 17 tháng 7 thượng quỹ quyền của lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng công an huyện châu thành tiến hành trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân theo đó, Công an quận Châu Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu 500 ngàn đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân cho ông HHV, sinh năm 1955, trú tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện có hai tài khoản Facebook đều của ông HHV đã có hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Theo quy định tại điểm D khoảng 1 điều 101 Nghị định số 15 trên 2020 trên NDCP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính diễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây quan mang trong nhân dân. Cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1 phần 2 mức phạt tiền đối với tổ chức, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, quy định tại khoảng 3 điều 101 nghị định này qua làm việc ông hhv thừa nhận hành vi vi phạm của mình tự tháo gỡ các bài viết sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm trường hợp vi phạm hành chính của ông hhv một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người cần phải thật cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội Ủy ban nhân dân phường 6 thành phố Sóc Trăng cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng đối với bà Đặng Thị Phương Thúy, nơi ở hiện nay 150 xoẹt 10 kênh 30 tháng 4 khóm 6 phường 6 và bà Nguyễn Thị Mai Anh, nơi ở hiện nay 30 xoẹt 8 đường Đoàn Thị Điểm khóm 5 phường 3 thành phố Sóc Trăng cùng buôn bán cà phê trong chợ bông sen phường 6 thành phố Sóc Trăng, mỗi trường hợp 15 triệu đồng do vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Trước đó dù đã nhiều lần được nhắc nhở đồng viên nhưng cả hai quán cà phê của hai đối tượng trên đều cố tình vi phạm, phục vụ khách uống cà phê tại quán, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương. Thưa quý vị, với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch, mỗi khớp ấp, mỗi xã phường, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Vì vậy mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình hãy tự giác nêu cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Đề nghị mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp không chấp hành các quy định phòng dịch để có biện pháp xử lý kịp thời. Hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.